Ngày 13 tháng 10, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Tâm, sinh năm 1994, ngụ quận Bình Thạnh, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 7, M, sinh năm 2007, ngụ quận Phú Nhuận, điều khiển xe máy về nhà sau khi tan học. Khi đến căn nhà ở đường Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận, nam thanh niên đi xe máy áp sát khiến M dừng xe. Lúc này, thanh niên rút dao kề vào bụng nam sinh để uy hiếp, yêu cầu đưa tài sản. Do hoảng sợ nên M đưa tài sản và kẻ cướp tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân tới công an trình báo, bằng nghiệp vụ, công an xác định kẻ gây án là Tâm nên truy xét. Sau khi gây án, Tâm bỏ xe máy ở con hẻm trên đường Vạn Kiếp, tắt điện thoại. Hay tin công an truy bắt, Tâm bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng. Ngày 10 tháng 10, Tâm quay lại thành phố Hồ Chí Minh thì bị trinh sát bắt giữ. Tại công an, Tâm khai nhận hành vi phạm tội và khai thực hiện thêm một vụ trộm ở quận Bình Thạnh. Qua xác minh, Tâm có nhiều tiền án, tiền sự.